Công ty điện tử Hai Anh Nguyễn, công ty audio Hai Anh Nguyễn xin rộng kính chào đến cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay anh Nguyễn tiếp tục giới thiệu và cập nhật đến tất cả các bác đam mê âm thanh và thích chơi dòng loa JBL từ leo nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Đây anh nhập được tất cả 5 đôi loa JBL từ leo bát 30 check đề tan. Thì dòng JBL từ leo là một trong những dòng loa cao cấp, đặc tính từ trường rất là mạnh, mặc dù từ bé cân nặng trọng lượng của loa thì không nặng, bát loa không nặng, check loa thì nhỏ, nhưng lực từ rất mạnh và có khả năng truyền tải được tất cả các cái giải tài liệu equalizer một cách xuất sắc nhất, chi tiết, gọn gàng, sâu sắc. Tiếng trống nó rất là hay, tiếng trống nó sâu, ấm, tròn gọn, tiếng check nó trong sáng, chung nó thì ngọt ngào. Thì cái dòng loa JBL từ leo là hành viện bán rất tốt trên thị trường và ghép những cái bộ hát karaoke đình là hành viện đã ghép nhiều đấy, rất là nhiều rồi mà các bác công nhận là rất là hay đấy. Loa đây là loa được nhập khẩu trực tiếp Trung Quốc, tức là công nghệ Mỹ nhưng được nhập khẩu trực tiếp ở Trung Quốc, hàng chất lượng cao. Báo cáo các bác, nhiều anh em cũng gọi là loa cứ nói là loa Trung Quốc không hay, nhưng báo cáo bác là những loa mà được nhập từ Mỹ về bãi Mỹ thì có những đôi loa em bán tới 130 triệu, mà đặc biệt đôi loa mà JBL L110 thì nó rơi vào gần 30 triệu. Đấy là loa từ Mỹ về, nó chỉ dùng bát 30 thôi. Thế nhưng đây là loa này mới tinh, được nhập khẩu Trung Quốc, tức là bây giờ người ta hợp tác sản xuất. Cái dòng loa này thì cái mức tiền nó không không phải là nhiều lắm mà không phải thấp, nhưng mà thực sự chất âm nó rất là hay, các bác có thể vừa nghe nhạc được đấy, vừa hát được, nó vừa thiên về sức mạnh và cũng thiên về sự ngọt ngào du dương, cái gì nó phù hợp với mọi người. Bây giờ cứ lựa chọn dòng loa Mỹ thật, nó Mỹ thật mà trực tiếp Mỹ sản xuất thì thực ra nó nhiều tiền các bạn, nó nhiều tiền, một đôi loa hơn cả bộ karaoke cồng kềnh. Thế một đôi loa thì cũng chưa làm được việc gì cả, muốn đôi loa hay thì nó phải cái bộ ngoài nó phải rất là nhiều tiền, mà không chỉ để nghe nhạc thôi chứ không cho hát được. Thì đó là cái những cái hàng mà được Mỹ sản xuất. Thế nhưng loa này là JBL từ leo, được nhập khẩu từ Trung Quốc hợp tác liên doanh với Mỹ và sản xuất, thì giá cả rất là hợp lý, rất là hay, loa mới và tiếng nó thì nhiều bác dùng rồi, mà em nhập cái này rất nhiều mà nhiều bác dùng rồi, đánh giá rất tốt. Để anh khẳng định và anh Nguyễn nhập cái loa này các bác biết rồi, rất là liên tục, nếu không hay thì chắc là không ai mua. Và chất âm thì nó hợp, chất âm rất là hay, giá tiền thì nó cũng không thấp không cao, hợp lý. Thì các bác cũng có nhu cầu về dòng loa JBL từ leo nguyên thùng hộp này, hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 140. Với lô trước em nhập được có hơi chục đôi thì bán hết rồi, trong tuần hết, mà em nhập tiếp 5 đôi. Em chào các bác ạ.